Chào mừng quý vị và các bạn đã truy cập kênh của Âm thanh Đức Hạnh. Đây là một kênh chuyên cung cấp và bán những sản phẩm chất lượng tốt nhất để phục vụ quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay ngày 17 tháng 3 năm 2018, cửa hàng Âm thanh Đức Hạnh lại thông báo với quý vị và các bạn trên mọi miền có những sản phẩm mới về ngày hôm nay. Và sau đây quý vị và các bạn hãy lắng nghe Âm thanh Đức Hạnh giới thiệu chi tiết từng sản phẩm để quý vị và các bạn được nắm rõ thông tin về những sản phẩm. Trước mắt quý vị và các bạn là một cặp loa Onkyo. Với dòng loa Onkyo thì quý vị và các bạn cũng đã biết Onkyo Monitor 100. Onkyo Monitor 100. Hàng còn đẹp xuất sắc. Một thùng trở kháng 6 ohm Onkyo Monitor 100, cặp loa đẹp xuất sắc. Cửa hàng Âm thanh Đức Hạnh thì có một cặp Onkyo Monitor 100 và tiếp theo vẫn là dòng Onkyo Monitor 2000X. Onkyo Monitor 2000X màu mận nha. Onkyo cặp duy nhất Onkyo. Hàng mà đời tư xui về quê cũ dấu thân nơi nhà. Cặp loa này có trọng lượng rất nặng. Có một cặp duy nhất, quý vị và các bạn hãy nhanh tay. Đến dòng loa Infinity, một dòng loa đến từ nước Mỹ, cặp loa Infinity SM155 màu đen, bass 40. Infinity SM155 màu đen. Đây là một dòng loa đến từ nước Mỹ. Trăng vàng ngọc, trăng ơn tình chưa phí. Tại cửa hàng Âm thanh Đức Hạnh thì có một cặp duy nhất Infinity màu đen SM155, xin lỗi quý vị. Thùng vách còn rất đẹp.
có một cặp duy nhất nha, bát 40. Tiếp theo lại đến dòng loa Sansui SP7500X, có một cặp, một bát cực khủng. Sansui SP7500X, bát 40, một chung 20, hai chép và một chép kèn, hai chép giấy và một chép kèn, có lỗ thông hơi và có vít tinh chỉnh, có một cặp Sansui SP7500X. Tiếp theo vẫn là Sansui. Sansui X7900. Đường hoa còn rất đẹp. Đến dòng Âm Ly Sansui Alpha 607 LS Cha. 607 LS Cha. Âm thanh Đức Hạnh hôm nay về được 3 chiếc 607 LS Cha. Đẹp xuất sắc. Mặt gương đẹp xuất sắc. Và hôm nay có 3 chiếc tại cửa hàng. Cho quý vị và các bạn được nhìn chi tiết hơn. Sansui 607 LS Cha, âm thanh hạnh có 3 chiếc. Và đến dòng CD Tech, có một chiếc đầu CD Tech 25XS. Có một chiếc duy nhất. Hàng còn rất đẹp. Còn nguyên khuyển zin nha quý vị nha. Đẹp, thiếu thùng xốp và còn nguyên khuyển zin. Và tiếp theo lại là một chiếc đầu CD Puller T07A cũng còn nguyên khuyển zin. Thank you.
dầu chưa có một vết xước nhỏ nhé. Mọi chi tiết về sản phẩm quý vị và các bạn hãy liên hệ với Âm Thanh Đức Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của Âm Thanh Đức Hạnh: cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương và giao hàng toàn quốc. Quý vị về theo địa chỉ của Âm Thanh Đức Hạnh: trục đường 18, đường đi Quảng Linh, Ung Bí, cạnh siêu thị Lan Chi. Vâng, Âm Thanh Đức Hạnh xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.